Ogawa. Các bạn ơi, tôi thật là nổi da gà. Tôi không hiểu gì sao có một băng nhóm gì mà nói chuyện với nhau mà văn minh đến mức độ không thể chấp nhận được. Dạo gần đây có người đồn ở đây chỉ có bán cảm giác chứ không có bán dịch vụ. Nhận xét của anh hôm nay với lại những cái gì anh viết ở trên mạng đó, nó không có giống với nhau. Đúng vậy. Bằng cấp 1, bằng cấp 2, bằng cấp 3, bằng lái xe, bằng gia đình văn hóa, bằng lòng chưa? Còn một cái bằng nữa không, muốn nghe không? Bằng thú y. Nhưng mà cũng chỉ giành được cái danh hiệu là hoa hậu thân thiện thôi. Mình đi đâu mình cũng làm hoa hậu thân thiện được hết á. À, sau cùng thì con bé này nó cũng được công nhận. Nhưng mà Ngân nghĩ là mình phải giữ cho mình có một cái tâm hồn đẹp và một cái tính cách tốt. Thì như vậy thì mình sẽ tiếp tục được cái người đối diện với mình. Bởi vì MC không phải là một ngôi sao trong một chương trình. Mình không có giấu giốt với người khác. Hoài Ngân xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với format mới lạ và hấp dẫn, Hàng Ghế Đầu luôn mang lại cho quý vị khán giả những thông tin nóng hổi cũng như những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời nhất. Và người bạn đồng hành với Ngân ngày hôm nay không ai khác đó chính là Thùy Dung. Thùy Dung xin được gửi lời chào tới quý vị khán giả đang đón xem chương trình Hàng Ghế Đầu. Hôm nay là ngày khai máy đầu năm, Thùy Dung thật là khéo chọn trang phục nha. Thùy Dung đã dành cả buổi sáng này để chọn được bộ trang phục ưng ý. Thùy Dung còn dành thời gian make up là chọn giày sao cho phù hợp nhất. Vậy mà có chuyện gì hả Thùy Dung? Thùy Dung vừa bước ra đường thì lại có một cô nàng mặc đồ y chang Thùy Dung luôn. Chà, vậy là Thùy Dung đã đụng phải một đối thủ trong thời trang rồi ha. Mà Ngân nói nè, khi mà gặp đối thủ thì mình phải càng bình tĩnh và tự tin. Dù trang phục có giống nhau nhưng mà thần thái phải khác nhau. Như vậy thì hơi khó nha. Đối với Dung thì chắc là phải bản lĩnh lắm thì mới tung chiêu này được đúng không? Ngân cũng nghĩ là khó, vì bản lĩnh như chị Ngọc Trinh mà gặp phải đối thủ xứng tầm trong ngành làm đẹp thì cũng phải một phen khốn đốn. Wow, vậy mọi việc phải làm sao? Có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng không Ngân? Chuyện gì thì Ngân chưa biết rõ đâu Thùy Dung, nhưng mà Ngân xin mời Thùy Dung và quý vị khán giả hãy đến với tiệm làm đẹp danh vọng tuần này, chủ đề đối thủ để tìm hiểu nhé. Hôm nay anh qua đây không biết là anh muốn viết nhận xét cái sự công tâm hay là anh muốn kiếm chuyện vậy anh? Vậy thì em thấy anh nói rất là hay á, nhưng mà em nghe đồn là tiệm anh đang ế nhệ đúng không anh? Tôi sẽ về làm một cái bài lóc, tôi khen cái tiệm danh vọng, tôi sẽ hạ thấp cái tiệm hào hoa. Rồi, xong rồi. Rồi, cảm ơn chị nha, chị về cẩn thận nha. Dạ. Có gì lần sau tới ủng hộ em nữa nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. À, đẹp quá, công nhận nha. Không biết sao mà bữa giờ hả, tiệm quá trời khách luôn. Kiểu này hả, tiền nó đâu cho hết trời. Ê, ủa gì vậy? Ê, nè nè. Nè, cái gì? Anh ơi, sao vậy trời? Cái gì cái đó rồi xé tóc bỏ xuống. Tôi hoang mang vậy nè. Bạn số 3 đang làm gì vậy? Ai biết đâu, thấy bạn số 4 mà mình quýt quýt bè vậy đó mà. Bạn số 3 hỏi bạn số 4 coi bạn số 4 làm gì vậy? Ê, bạn số 4 ơi, bạn đang làm gì vậy? Bạn số 4 là ai? Là bạn đó. Ủa, tôi là bạn số 4 hả? Thì tôi nãy tôi thấy bạn số 1 với bạn số 2 quắc quắc kêu kêu gì đó, còn như kêu chó gì đó, tôi muốn quắc quắc kêu kêu theo nè. Bạn là bạn số mấy? Mình là số 3. Bạn số 3 hả? Ừ, kêu mình chứ không phải kêu con chó. Ồ, ký hiệu riêng của tụi mình đó. Mà anh đi đâu đây? Đi đâu hả? Bé số 4 ơi. Bé số 4 ơi, kêu tôi là bé. Kêu lại một lần nữa coi. Bé số 4 ơi, kêu lại một lần nữa coi. Đi về. Trời ơi, tới đây chưa làm gì hết mà sao đi về vậy bạn số 1? Bạn số 1 bình tĩnh đi, có chuyện gì nói nè. Làm việc đi nào, bạn số 1 và bạn số 2. À, gì vậy? Khoan khoan, cái gì? Không không, đừng, không có gì đâu. Nè, trời ơi, đừng cố hình lên nó bể. Cái gì vậy?
Ui, đừng có chết, tôi không biết gì hết nha, ai đây. Trời ơi, đừng có đụng vô đồ của tôi. Gì vậy trời? Không có bạn ơi. Trời ơi, sao các bạn làm việc tắc trách quá vậy? Sao lại không có? Các bạn ơi, tôi thật là nổi da gà. Tôi không hiểu vì sao có một băng nhóm gì mà nói chuyện với nhau mà văn minh đến mức độ không thể chấp nhận được. Gì mà bạn số 1, bạn 2, bạn số 3. Không chấp nhận được. Kỳ quá à. Các bạn là ai vậy? Nhìn. Ai chưa? Biết rồi. Khỏi xuống, ngồi im đó. Thì ra, ném một băng ơi. À, tôi biết rồi. Đây chính là ông Hào Hoa, beauty blogger Hào Hoa, nổi tiếng trong giới làm đẹp đúng không? Ông xuất hiện ở đây chứ vậy? Mà làm cái gì mà vô mà hết hồn? Ông muốn cái gì? Mời bạn số 4 qua đây ngồi xíu để mình nói chuyện. Tôi nói trước nha, tôi la lớn lắm á. Làm gì tôi là tôi la nguyên cái làng vậy, là hỏi sao ba người đừng nói xui nha. Bạn số 4 cho mình hỏi là ở tiệm của bạn làm cái gì vậy? Làm rất là nhiều thứ. Cắt, nhuộm, uống, gọi, tất cả mọi thứ liên quan đến tóc. Còn cái gì nữa không? Còn chứ, ngoài ra tiệm của tôi cũng làm sơn móng tay, vuốt móng tay, nói chung các thứ về móng tay, thích làm gì làm đó. Làm đẹp, đúng là làm đẹp đó. Làm đẹp hả? Đúng vậy. Vậy mà tôi nghe dạo gần đây có người đồn ở đây chỉ có bán cảm giác chứ không có bán dịch vụ. Nói đại khái là nâng cái tầm lên đẳng cấp 5 sao để thu hút những người đến đây để chụp check-in ra vẻ. Chứ thật ra mấy cái làm nail rồi make up cô dâu xấu quá. Cái gì? Ông nói cho đàng hoàng nghe, cái gì mà xấu? Ông, chị, ông nói tiệm mình kìa chị. Dạ, xin lỗi anh. Anh có phải là beauty blogger Hào Hoa không ạ? It's me. Dạ, em là chủ tiệm của cái tiệm làm đẹp danh vọng này. Em cũng là một fan hâm mộ của anh đó. Em thích mấy cái bài viết của anh ở trên mạng lắm. Nhưng mà hồi nãy em đứng ở ngoài á, em nghe thì em thấy là nhận xét của anh hôm nay với lại những cái gì anh viết ở trên mạng á, nó không có giống với nhau. Đúng vậy. Bạn số 5 đã nói thì mình cũng xin được nói. Không biết là bạn làm ở đây có bằng cấp gì không ha? Nói về bằng cấp để em chị. Bằng cấp thôi mà, dễ thôi. Có nhiều bằng lắm. Bằng cấp 1, bằng cấp 2, bằng cấp 3, bằng lái xe, bằng gia đình văn hóa, bằng lòng chưa. Còn một cái bằng nữa, muốn nghe không? Bằng gì? Bằng thú y. Bằng thú y hả? Ừ. Vậy là cô thiếu nữ số 4 với cái tiệm 5 sao này giống như là cái chỗ chích heo, rút móng heo hả? Chắc phải làm một bài đăng lên mạng nói là đến tiệm làm đẹp ốc danh vọng mà xém xíu bị ăn giọng. Em bớt bình tĩnh ông, lại bình ông tĩnh lại. Ông tin tôi đánh không ông? Dạ dạ bình tĩnh lại. Dạ trước khi anh làm một bài viết về nhận xét về cái tiệm của em á thì anh em có thể xin anh một phút để nói chuyện không? Xin lỗi, không rảnh. Dạ em xin anh đúng một phút thôi. Đã nói là không có rảnh rồi. Kệ ông đi. Dạ hay là anh bán cho em phút thôi cũng được. Ok. Dạ em mời xuống này. Dạ. Nhưng mà nói trước. Phút đầu thì tôi tặng. Dạ. Trễ một giây tính 10 triệu. Trời ơi, cái gì mà cắt cổ như vậy? Không sao đâu em qua chuẩn bị bấm cái nút tính giờ làm chị nha. Sao? Dạ. Có chuyện gì? Chị ơi, bắt đầu cho chị. Bắt đầu em. Dạ. Dạ, bây giờ em xin được phép hỏi câu thứ nhất nha anh. Cô cứ việc hỏi. Dạ, em được biết là anh là chuyên viết về những cái bài nhận xét về cái mấy cái tiệm làm đẹp, đúng không anh? Chính xác. Vậy thì em không biết là hôm nay anh qua đây, không biết là anh muốn viết nhận xét cái sự công tâm hay là anh muốn kiếm chuyện vậy anh? Thì nói chung là cứ cho là kiếm chuyện đi. Dạ, vậy thì em thấy anh nói rất là hay á, nhưng mà em nghe đồn là tiệm anh đang ế nhệ đúng không anh? Bạn số 3. Trời ơi, dòm cái gì bạn số 3 tự nhiên. Bạn số 3 ơi. Bạn số 3. Trời ơi bị làm gì mà chửi lên. Bạn số 4, bạn số 5. Hai bạn dùng tà thuật gì với bạn số 3 vậy? Mà giờ nằm ngáy khò khò đây. Bạn số 3. Ôi trời ơi, bạn số 3. Trời ơi. Để nằm thư giãn thôi. Trời ơi mình qua mình tính chuyện chưa xong mà thư giãn cái gì? Hai bạn kỳ quá. Ây da. Trời đã. Ôi trời ơi. Bạn số 4. Bạn số 4. Gì? Làm cho bạn số 3 bình thường lại coi xong. Không, không. Cứu. Đảo á. Cứu giá. Cứu. À muốn xuống hả? Ừ. Xuống. Muốn xuống hả? Hạ dùm. Tháo không chị? Tắt đi em. Dạ. Đỡ. Sao? Thấy sao? Trời ơi mấy đứa ơi. Biết sao mà tiệm đây khách vô rần rần rồi. Sao? Đầu tiên á là cái ghế này nè, nó đã gì đâu ha, tao nói nằm chút xíu thôi chưa được phút mà hai mắt nó ríu lại nhau, nằm quên trời quên đất luôn á.
Nằm thiệt, đứng dậy tính nhiêu tiền thiệt cũng cho tính luôn á. Rồi, còn cái gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn cái hai á là bạn số 5 nè. Vừa đẹp mà lại vừa khôn khéo nữa. Nói chung khéo như bạn đây thì bán những cái đồ bỏ người ta cũng mua. Nói chi là nâng lên đẳng cấp 5 sao. Đúng rồi, bây giờ mình mới biết tại sao quán mình ế nhệ luôn. Bây giờ mình biết cái bí quyết rồi. Thôi giờ mình đi về, mình bổ sung cái này cho tiệm mình đi. Trời, nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn ta nói mình bắt chước sao. Đúng rồi, mình phải mua luôn vậy thôi. Về bổ sung cái này. Dạ nói chứ là hôm nay em cũng cảm ơn anh đã đến đây để sử dụng cái dịch vụ ở tiệm của em. Dạ em cũng cảm ơn anh là hôm nay anh đã đến để cho em những cái nhận xét. Em sẽ xem xét lại để mà khắc phục nó. Với lại là lần sau anh tới thì em sẽ tặng anh những cái phiếu giảm giá nha. Nói chung nếu mà tôi tới đây tôi chỉ sử dụng cái ghế massage này thôi. Dạ. Chứ ở tiệm cũng có dịch vụ mà, làm chi cho tốn tiền. Bậy ơi, người đẹp kêu qua là phải qua. Dạ cảm ơn anh. Qua anh chị tốn kém lắm. Bây giờ bạn có muốn tháng sau khỏi nhận lương không? Là sao? Ủa là gì, là sao? Ủa kỳ vậy? Xin tự giới thiệu với hai bạn, mình là Lộc, chủ tiệm làm đẹp Hào Hoa. Hả? Còn bạn Hào Hoa đây không phải là chủ tiệm làm đẹp Hào Hoa. À vậy mà nãy bạn số 3 làm quá. Hèn chi, thấy chưa? Hồi nãy nhìn cái tướng này là tướng chủ nè chị, còn tướng bệnh hả? Hèn lắm, không phải là chủ đâu. Tôi nói đúng mà ghen gì? Bạn nói cái gì? Tướng vậy mà hèn hả? Quá hèn luôn, không phải là hèn nữa. Bạn có biết là nãy giờ tôi gồng muốn xỉu không? Dạ. Tôi bỏ việc, tôi sẽ về làm một cái bài lóc, tôi khen cái tiệm danh vọng, tôi sẽ hạ thấp cái tiệm Hào Hoa. Cố lên, chiếc cờ hay vô nghe. Bạn số 3, chờ mình về với. Dung có công nhận là chị Trinh đã xử lý vừa khéo léo vừa không mất lòng mà còn khẳng định được vị thế năm sao của tiệm mình không? Ừ, được rồi. Nếu vậy thì ngay sau lúc mà dẫn chương trình xong thì Dung nếu có gặp lại cô nàng đối thủ kia thì Dung sẽ nở một nụ cười thật tươi và sẽ khen cô ấy một tiếng. Còn bây giờ nếu mà cho Thùy Dung được đưa ra một lời khen thật lòng thì Thùy Dung đang nghĩ đến ai? Ừ, nếu như mà bây giờ muốn gửi một lời khen chân thành đến một người thì Thùy Dung nghĩ đến nhà thiết kế Phương My. Đó là một nhà thiết kế tài năng đã mang dấu ấn thời trang Việt ra truyền thông quốc tế. Có phải là Thùy Dung muốn nhắc đến sự kiện bộ sưu tập của Phương My đã xuất hiện trên tạp chí thời trang nước ngoài có đúng không? Đúng rồi đó Hoàng Ngân. Sau show diễn mở màn tuần lễ thời trang Vancouver, Canada, bộ sưu tập mới nhất của Phương My mang tên Sonorous lại tiếp tục xuất hiện trên tờ báo thời trang danh tiếng của Italy số mới nhất. Và lần này Collezioni đã đăng tải hình ảnh của bộ sưu tập lên hẳn trang bìa sau và cả hai trang đầu tiên của tạp chí luôn đó. Và chú thích thêm cho những quý khán giả chưa biết thì tạp chí thời trang lớn của Italy Collezioni một năm chỉ xuất bản 4 lần để tổng hợp lại những thương hiệu thời trang nổi bật trên thế giới. Và sự góp mặt của Phương My lần này cũng xem là một niềm tự hào của thời trang Việt trên đấu trường khu vực. Chưa hết đâu nha, bộ sưu tập Sonorous còn được Bazaar của Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi và tạp chí này đã đánh giá cao hình ảnh nữ tính nhưng không kém phần sang trọng của phụ nữ Á Đông trong các thiết kế của cô. Tạp chí này còn cho biết là Phương My cũng được biết đến với sự đổi mới không ngừng trong mỗi thiết kế và cô chọn vải từ các nhà cung cấp dệt may ở nước ngoài được lựa chọn cẩn thận từ Milan, Paris, Hồng Kông và Tokyo và tất cả đều được chứng minh là yếu tố quan trọng trong thành công của thương hiệu. Mà theo Dung biết thì trước đó Vogue của Mỹ cũng đã đăng tải 41 hình ảnh trong bộ sưu tập sau show diễn mở màn của Phương My tại tuần lễ thời trang Vancouver và thật sự thì Dung cảm thấy rất tự hào về Phương My, người phụ nữ vừa tài năng và vừa xinh đẹp. Và Ngân cũng biết có một cô nàng là vừa xinh đẹp vừa tài năng mà lại cực kỳ đáng yêu nữa. Bảo đảm là Dung nghe xong thì Dung sẽ ngưỡng mộ tiếp cho coi. Vừa đáng yêu mà lại vừa đa tài thì là ai vậy chị Ngân? Đó chính là một cô MC có tên là Ngân. Chị Ngân thì em biết từ lâu rồi, lúc nào cũng đáng yêu dễ thương hết. Cảm ơn Dung nha. Nhưng mà Ngân đang muốn giới thiệu một MC Ngân khác, đó chính là MC Kiều Ngân. Cô đã từng đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ. Và chưa hết đâu, Kiều Ngân còn đạt giải quán quân một cuộc thi tìm kiếm MC nổi tiếng nữa đó. Thùy Dung còn biết tới Kiều Ngân qua bộ phim Giá của nụ cười. Và chưa dừng lại ở đó, Kiều Ngân còn là MC của các chương trình như là Chuyện trưa 12 giờ nè, Thời trang và cuộc sống. Và cô ấy cũng là đồng nghiệp của chúng ta trong hàng ghế đầu đó nha. Quá tài năng luôn đúng không? Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Ai là ai để nghe những lời chia sẻ của cô MC đa tài này nhé. Và đặc biệt nói dối là không tôn trọng khán giả. Khi mình đẹp hơn thì mình làm ơn đừng có tham. Ngân đã casting rất là nhiều TVC quảng cáo, công việc MC, những chương trình rớt hoài luôn. Khi nào mà một người đẹp bước ra sân khấu dẫn chương trình mà người ta quên mất là cô ấy đẹp thì cô ấy chính là MC chuyên nghiệp. Mưa
vẫn còn rất xa. Cuộc đời em trôi theo dòng xa xôi, anh vẫn nơi đây mong chờ em thôi, như thoáng bay bay xa vời đôi nơi. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu, chuyên mục Ai Là Ai. Tôi là Kiều Ngân. Kiều Ngân, cái tên đã không còn xa lạ trong giới người mẫu. Đồng thời, cô được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, sau khi đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Én Vàng 2017 với số điểm tối đa, Kiều Ngân dường như ít xuất hiện hơn trên các sàn diễn thời trang mà tập trung cho công việc MC, diễn viên. Kiều Ngân đang dần khẳng định được tài năng, sự nghiêm túc của mình trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Hồi xưa thì đúng là Ngân học trường chuyên Lê Hồng Phong, nhưng mà Ngân học chuyên văn. Thì lúc đó mình còn mơ mộng, hồi còn học sinh thì mình mơ cao, mơ xa lắm. Nhưng mà trong đầu thì vẫn nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ làm nghệ sĩ. Bởi vì tính của Ngân ngay từ lúc chọn môn văn cho đến lúc hoạt động những cái đội nhóm thì Ngân đã vô cùng bị thu hút bởi những cái môn nghệ thuật trình diễn trên sân khấu. Học giỏi nè, rồi xinh đẹp nữa, thì Ngân xin đính chính lại là hồi đó Ngân chỉ học giỏi thôi, mà học giỏi một môn thôi nha, chứ không phải là giỏi đều các môn như mọi người vẫn từng nghĩ. Hồi đó Ngân cũng không đẹp. Hồi còn đi học thì mình rất là tồ, nhìn rất là bình thường, giản dị, mà Ngân là thuộc loại học sinh ngoan luôn, nó không bao giờ cúp học và cũng không bao giờ make up khi đến trường. Nói đúng ra thì lúc đi học Ngân chỉ là một cô bé học sinh có chiều cao nổi bật. Xinh thì không xinh, nhưng mà đặc biệt là khéo tay, học giỏi môn văn. Và không biết sao nữa, nhưng mà hồi đó Ngân có câu hỏi như thế này nè: ủa tại sao mình luôn được điểm cao môn văn vậy? Mình không hiểu tại sao mình học giỏi môn văn luôn. Cũng không hiểu là cái sự khác biệt của mình với những bạn khác như thế nào mà mình lúc nào cũng được các thầy cô đánh giá cao, nhưng còn những môn khác thì Ngân phải bơi theo mới kịp các bạn. Ngân chọn trường kiến trúc và ngành mỹ thuật công nghiệp. Bởi vì lúc đó thì Ngân từ nhỏ là đã có năng khiếu về vẽ rồi. Vẽ tranh, vẽ màu, vẽ chì. Nói chung là cái cảm giác về mọi thứ xung quanh và về cảm giác màu của Ngân khá là tốt. Nên là rất may là khi mà Ngân chọn đúng ngành thì Ngân nghĩ là cái ngành đó dành cho mình. Thi đúng ngay hai môn sở trường nên điểm rất là cao. Cả hai, lúc mà Ngân vừa tốt nghiệp 12 thì đã có những cái đội nhóm hoạt động câu lạc bộ người mẫu đến. Thì họ thuyết phục Ngân vào sinh hoạt chung với các bạn để có thể có những cái bước đầu tiên chập chững vào nghề người mẫu. Lúc đó thì nhờ chiều cao nên mình được chọn vào trong nhóm, nhưng cũng do yêu thích nữa. Bởi vì lúc đó thì truyền hình bắt đầu có những cái kênh như là kênh Fashion TV, và Ngân ngồi ở nhà Ngân cũng hay xem những bộ trình diễn thời trang của các tuần lễ thời trang trên toàn thế giới. Thì Ngân cảm thấy rất là thích khi mà được sải bước trên sàn catwalk và được mặc những cái bộ trang phục đó. Lúc đó thần thái của mấy cô người mẫu và những cái bước đi nó như mê hoặc mình ấy. Nên là đó cũng là một cái động lực để Ngân hoạt động tốt trong câu lạc bộ, để có thể thực hiện được cái ước mơ là được đi trên sàn giống như các cô người mẫu vậy thôi. Nhưng mà cái công việc đó cũng đem lại cho Ngân một nguồn thu nhập khá là ổn định khi mà mình là sinh viên. Bởi vì ngành học thời trang thì nó tốn rất là nhiều tiền, nên Ngân không có muốn làm phiền bố mẹ. Thì tiền kiếm được từ công việc tay trái cũng đủ cho mình giải quyết được phần nào những cái nhu cầu trong lúc học. Thiệt ra thì nhắc tới cái danh hiệu Hoa hậu này là cả một câu chuyện dài đối với Ngân á. Bởi vì trước khi Ngân đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ thì Ngân cũng đã thi những cuộc thi hoa hậu lớn trong nước rồi. Nhưng mà sắc vóc, kinh nghiệm, kiến thức của mình không có, sự chuẩn bị cũng hoàn toàn bằng không luôn. Lúc đó đi thi với một cái tâm thế ngây ngô lắm, nghĩ là mình không có cái gì hết, mình cứ đi thi đi, biết đâu người ta sẽ công nhận mình. Nhưng đúng là những cái giá trị thật mình đem đến cho cuộc thi thì sự chuẩn bị của mình không có gì hết, nên Ngân không có gặt hái được cái gì trong các cuộc thi trong nước. Cuộc thi đầu tiên của Ngân đó là Hoa hậu du lịch. Năm đó Ngân cũng vào top 10 và trả lời ứng xử cũng khá là tốt, nhưng mà cũng chỉ giành được cái danh hiệu là Hoa hậu thân thiện thôi. Một cái giải rất là dễ thương mà sau này khi nhắc lại thì Ngân thấy là cái giải đầu tiên trong cuộc đời mình hóa ra là rất là đúng. Mình đi đâu mình cũng làm hoa hậu thân thiện được hết đó, bởi vì mình rất là yêu quý mọi người và muốn kết nối mọi người với nhau. Từ cái lúc mà lần đầu tiên bước chân lên sân khấu thi cho đến lúc mà đoạt được cái danh hiệu hoa hậu ở bên Mỹ á, là một quãng đường rất là dài. Cũng nhờ những cái kinh nghiệm lúc trước thi rớt những cuộc thi trong nước nè, rồi làm người mẫu nè, rồi đi thi siêu mẫu, nên là mình có cái kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu rất là tốt. Và nhờ vậy thì mình vượt qua được những ứng cử viên khác sống tại Mỹ để đoạt danh hiệu cao nhất. Và khi mà Ngân đem cái chiến thắng đó về nước, mặc dù không ầm ĩ nhưng mà có những cái tin nhắn và những người anh, người chị trong nghề á giúp Ngân, và họ nói về Ngân bằng một cái điều rất là dễ thương là sau cùng thì con bé này nó cũng đã công nhận, nó phải cố gắng cho đến khi nào nó đạt được cái vương miện hoa hậu thì nó mới thôi. Và cũng nhờ đó thì bỗng nhiên mình được biết đến nhiều hơn và được trao cho những cái cơ hội mới như là tham gia phim ảnh. Chà, nói đến phim ảnh thì cũng là một cái đam mê của Ngân.
có những thứ sở thích nó theo Ngân từ nhỏ cho đến lớn luôn. Thứ nhất là về hội họa nè, thứ hai là về thời trang, cái thứ ba là diễn xuất. Không biết tại sao nhưng Ngân rất là yêu thích những bộ phim trên TV và cảm thấy rất là ngưỡng mộ các diễn viên, là tại sao họ có thể diễn tốt được như thế. Không chỉ xem phim nước ngoài đâu, Ngân cũng xem phim Việt Nam. Ngân bị thu hút bởi những anh chị khi mà chuẩn bị bước vào một cái khung hình, chuẩn bị quay một cái phân đoạn. Rất là thích xem các anh chị chuẩn bị. Và lúc mà diễn thật đó, thì mình phải ở đó mình xem, mình mới thấy được cái nhiệt huyết của người diễn viên nó nhiều như thế nào. Và họ thật sự tài giỏi. Nên sau khi có khoảng thời gian kết bạn và xem đoàn làm phim làm việc thì Ngân biết là mình có một cái tình yêu dành cho công việc diễn xuất. Vai diễn đầu tiên của Ngân không phải là vai chính, những cái vai nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà sau này thì những cái vai đó đi đâu cũng được người ta nhắc lại. Đặc biệt là những bộ phim thu tiếng trực tiếp. Ngân nhớ bộ phim đầu tiên Ngân đóng là phim Váy Hồng Tầng 24. Cũng phải đi casting rất nhiều bởi vì đó là một bộ phim thu tiếng trực tiếp. Họ sẽ không trao cơ hội cho một diễn viên mới mà họ chưa biết chất giọng như thế nào. Ngân nhớ cái phân đoạn Ngân cast cũng dài lắm á. Nửa trang giấy A4 mà lúc đó là mình chưa có phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên cái việc học thoại và cái việc thoại làm sao cho nó cảm xúc với Ngân cũng là cả một vấn đề. Còn vai chính đầu tiên của Ngân á thì ai cũng phải có một cái vai chính thất bại thì mình mới học được nhiều bài học quý giá trong nghề diễn xuất. Vai chính đầu tiên của Ngân cũng vậy, bộ phim Giá của Nụ Cười của đạo diễn Lê Minh. Nói về kỷ niệm phim đó thì Ngân đã làm cho anh đạo diễn Lê Minh cũng phải lên bờ xuống ruộng mấy chục lần luôn, bởi vì diễn không tới, không có nhiều kinh nghiệm lấy cảm xúc. Và khi nhận cái vai cá tính dễ thương nhí nhảnh thì Ngân không nghĩ là nó sẽ có những cái phân đoạn mà cảm xúc nặng như vậy, tâm lý nặng, cảm xúc nhiều, nên Ngân không có biết lấy cảm xúc. Ngân là một người rất kiên trì và có lẽ là không bao giờ bị thất bại vùi dập. Sau khi nhận ra mình thất bại, mình phải làm sao để lần sau gặp lại ekip đó, gặp lại anh đạo diễn đó và làm việc với những diễn viên mình đã từng làm việc, họ cho mình nhiều lời khuyên thì cái lần sau đó nó chắc chắn phải nhận được lời khen. Thiệt ra thì Ngân là một cô gái không có đẹp sẵn, không có được trời cho những cái nét gọi là sắc nước hương trời hay là nhìn một cái là đẹp liền, yêu liền. Nhưng mà Ngân nghĩ là mình phải giữ cho mình có một cái tâm hồn đẹp và một cái tính cách tốt, thì như vậy đó thì mình sẽ thuyết phục được cái người đối diện với mình, càng tiếp xúc họ càng thấy yêu mến mình hơn. Trước tới giờ Ngân không phải là một người nói dối, mình làm gì mình nhận, nên nếu mà mình có phẫu thuật thẩm mỹ thì khán giả cũng sẽ nhận ra thôi, chứ đâu có thể nào giấu họ mãi được. Mình chỉnh sửa cái gì trên khuôn mặt của mình thì tất cả cũng chỉ để phục vụ tốt cho công việc và giúp cho khán giả yêu mến mình hơn. Có những cái sản phẩm tốt phần nghe và tốt phần nhìn, như vậy thì đâu có gì đâu sai. Nên khi Ngân chọn phẫu thuật thẩm mỹ thì Ngân không có giấu giếm chuyện đó. Đằng nào thì mọi người cũng sẽ biết tại sao mình phải nói dối, bởi vì nói dối là một chuyện không tốt, và đặc biệt nói dối là không tôn trọng khán giả. Trong cái thuật ngữ chuyên môn của phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp với đẹp hơn nó cách nhau chỉ có một chút xíu thôi, mà mình cái người quyết định phẫu thuật thẩm mỹ phần nào, chỗ nào, liều lượng bao nhiêu là đủ cũng rất cần mình phải suy nghĩ, mình phải quyết định một cách tỉnh táo. Tại vì người ta lòng tham vô đáy mà lúc nào cũng muốn đẹp hơn, đẹp hơn, đẹp nữa, đẹp mãi, thì sẽ không bao giờ có cái chuyện bạn càng lúc càng đẹp. Sẽ đến một cái ngưỡng nào đó nó vẫn còn là mình, nhưng mà đẹp hơn nó thôi đã là cả một cái phần thưởng rất là giá trị rồi. Khi mình đẹp hơn thì mình làm ơn đừng có tham. Quan điểm của Ngân là vậy. Cái người mà bảo Ngân nên đi học MC lại là một thầy giáo của Ngân về mặt diễn xuất. Thì sau cái phần test giọng á, thì anh ấy nói là những bạn kia thì cứ học tiếp về diễn xuất đi, nhưng mà riêng con bé này thì đi về, không học diễn xuất nữa, về học MC. Từ đó thì Ngân mới nhận ra là thì ra là mình có năng khiếu về giao tiếp, có chất giọng tốt. Nên sau đó thì Ngân cũng tìm hiểu và học hỏi thêm về công việc dẫn chương trình. Ngân đã casting rất là nhiều TVC quảng cáo, công việc MC, những chương trình rất hoài luôn. Rồi cái chương trình đầu tiên Ngân làm thì là một chương trình về dự báo thời tiết, một cái mẫu tin rất là nhỏ, nhưng đó là chương trình đầu tiên đem lại cho Ngân rất là nhiều kỷ niệm. Ngân làm thì cũng tốt, nhưng mà một khoảng thời gian sau thì có lẽ là cái sóng dành cho dự báo thời tiết ở cái kênh tài chính nó không có được nhiều người xem á, nên cái tiết mục đó bị cắt luôn, cái chương trình đó bị cắt luôn để nhường sóng cho những cái bản tin khác hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Biết được là mình có năng khiếu ăn nói là một việc, xong rồi đi học xong thì Ngân mới thấy là đây là một công việc thử thách, đầy thử thách và cũng thú vị. Và đặc biệt là trong công việc này mình luôn có những cái nấc thang để mình đi lên nữa. Tại vì đối với Ngân á, nếu mà trong cuộc sống một ngày mở mắt ra mà mình đã ở trên top rồi, mình không còn một cái hình mẫu nào để mình noi theo, mình không còn cái gì để mình bước tiếp nữa, thì như vậy nó rất là chán.
nên Ngân chọn công việc MC bởi vì Ngân biết là ở lĩnh vực này mình mới tanh và mình luôn có những cái hình mẫu để cho mình noi theo, luôn có những cái mục tiêu cao hơn để mình chinh phục. Ngân phát hiện ra là cách tốt nhất để mình đạt đến một tầm cao mới đó là tham gia vào một cuộc tranh tài. Thì mình sẽ học được bạn, học được giám khảo và học được cái cách mà người ta xây dựng chương trình. Qua đó thì Ngân học được rất nhiều bài học hay. Làm sao để phân biệt được đâu là một MC chuyên nghiệp và đâu là một người đẹp đi dẫn chương trình? Thì câu trả lời nó không phải nằm ở phía mình nữa, nó không phải nằm ở phía MC nữa mà nó nằm ở khán giả. Khi nào mà một người đẹp bước ra sân khấu dẫn chương trình mà người ta quên mất là cô ấy đẹp thì cô ấy chính là MC chuyên nghiệp. Lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn ở một cuộc thi lớn, cái cảm giác đó nó đến với Ngân ồ ập luôn á. Bởi vì lúc nào bước ra sân khấu mà Ngân nói sao em vẫn còn là một hoa hậu vậy, sao em vẫn rất là trau chuốt ngôn từ vậy, sao em không bay lên nữa đi, sao em không phải là một MC, anh vẫn chỉ thấy em là một người đẹp thôi. Thì cái trở ngại đó nó lớn hơn những người bình thường rất nhiều lần. Bởi vì mình đẹp, mình bước ra mình khiến cho mọi người nghĩ là cô bé này đẹp quá, rồi chắc gì đã dẫn chương trình được đó. Rất là cực, rất là khó khăn với những người đẹp như Ngân mà quyết định chuyển hướng sang làm MC. Thì vì vậy mình phải nỗ lực hơn người khác rất là nhiều lần. Và khi Ngân chọn công việc MC thì Ngân cũng xác định là mình sẽ không là một ngôi sao. Bởi vì MC không phải là một ngôi sao trong một chương trình. Nhưng bạn sẽ là một ngôi sao MC nếu như bạn có một phong cách sống tốt, bạn có một nhân cách tốt và bạn có điều để truyền cảm hứng cho những người nghe. Thì Ngân nghĩ đó là hướng mà mình sẽ theo đuổi. Và cái gì mình thích thì mình sẽ làm tốt. Ở trong Ngân có tồn tại một cái sự mâu thuẫn mà bản thân mình cũng nhận ra chuyện đó luôn. Trong công việc rất khó tính, đối với người khác thì rất dễ chịu, nhưng với bản thân thì cực kỳ khắt khe. Mình rõ ràng là một con người sinh ra để làm việc. Những cái thời gian rảnh của Ngân nếu như mà không sử dụng những cái sở thích phục vụ tốt cho bản thân và công việc thì Ngân thường Ngân sẽ bỏ hết những cái thói quen xấu qua một bên. Ít có nuông chiều bản thân nhiều quá. Đối với việc vui chơi, công việc thường ngày và đời sống bình thường thì Ngân lại rất là dễ tính với mọi người. Nhưng với bản thân thì luôn đặt mục tiêu cho mình khó hơn ngày hôm qua để làm tốt cái đó. Ngân có một cái sở thích đó là lúc nào cũng phải soi ra cho bằng được những khuyết điểm của mình, những cái kỹ năng nào mà mình còn yếu, rồi khắc phục nó, học thêm để giải quyết nó. Nói một cách nôm na là mình không có giấu dốt với người khác. Ngân nghĩ là một người phụ nữ mà tinh tế thì biết lúc nào nên mạnh mẽ, biết lúc nào nên nhõng nhẽo. Ngân nghĩ nhõng nhẽo là một đặc quyền của con gái. Không phải là mình tỏ ra yếu đuối, nhưng mình biết ở cái thời điểm nào mình nhõng nhẽo để được người ta chiều, chỗ nào mình cần mạnh mẽ để người ta đừng có lo lắng cho mình, và chỗ nào mình cần phải tỏ ra là một người đáng tin để người ta có thể tin tưởng nói chuyện với mình. Năm sau thì vẫn có những chương trình Ngân làm host, có thể là về giải trí, về tài năng, và có những cái chương trình, những cái dự án riêng của Ngân để Ngân chạy thử xem tới đâu và có được nhiều người yêu thích hay không. Năm nay ngay thời điểm này thì Ngân có hai dự án phim trên màn ảnh nhỏ, đó là bộ phim Một Chàng Ba Nàng quay cách đây một năm rồi, và bộ phim sitcom Nhạc Phụ Lắm Chiêu. Thì đây cũng là hai bộ phim rất là thú vị mà Ngân cũng đầu tư cho tính cách nhân vật của mình rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ nãy giờ của Kiều Ngân, và hy vọng là quý vị sẽ có một năm mới thật là an vui và hạnh phúc. Và quý vị nhớ là hãy luôn xem và ủng hộ chương trình Hàng Ghế Đầu, đặc biệt là chuyên mục Ai Là Ai nhé. Tráng. Có. Mẫu người đàn ông hài hước, thú vị. Kiều Ngân không muốn tăng chiều cao và cũng không muốn giảm chiều cao. Còn bây giờ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu được phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Xin chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ Thùy Dung và Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại.